Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exeter 135 nâng cấp đậm chất thể thao với cái dàn áo LC 135. Từng là một cái dòng xe làm bao nhiêu chế mực của giới báo chí và những cái fan bình luận về xe. Không quá đáng để khi nói về cái chiếc Exeter 135 là một cái dòng xe tồn tại xuyên suốt thời gian tính tới thời điểm hiện tại đã có trên 10 năm. Nhưng cái sức hút của em ấy vẫn còn là mãi mãi và chưa có một cái dấu hiệu nào là giảm đi. Trang bị cái đèn SinFast hay còn được giới thạo xe gọi là chó đèn 2 tầng, ứng dụng công nghệ dàn LED trắng siêu tiết kiệm điện, lại đem cho ánh sáng là cực tốt, không làm nóng và vàng chó như các bóng hai đời xe thông thường. Chiếc xe đi phong cách là xanh bạc nhưng ứng dụng bao tay Spider đỏ làm điểm nhấn khá đẹp. Trang bị một cái dàn ống xe độ thương hiệu của Levin giúp hơi thở lực hơn, thoáng hơn rất nhiều. Thiết kế bên ngoài làm bằng chất liệu carbon cho khả năng chịu nhiệt tốt hơn và trọng lượng cũng khá nhẹ. Dàn chân hạ xuống bánh cầm trong chiếc xe là nhẹ nhàng, lướt đi êm ái hơn, linh hoạt hơn trong nội ô thành phố. Cái bản độ này là phong cách từ LC 105, không thể thiếu đi một bộ tem. Đây được coi là cái chi tiết linh hồn cho toàn bộ bản độ và cái tiềm tấn đề canh lên ý tưởng phối màu để màu sơn cũng như những món đồ chơi này được hòa hợp với nhau nhiều hơn. Và đây cận cảnh bộ tem, các bạn thấy cái sự tỉ mỉ của người thợ nơi đây hoàn toàn không có một cái lỗi nào, cũng như những họa tiết trong tem là nhỏ nhất cũng được phát họa rất là rõ nét. Siêu độ tê liệt thị giác với vẻ đẹp ngây ngô ở cái dàn chân. Siêu là mẫu xe phổ thông từ nhà đà, dù sổ trên mình những đường nét không thể thao bằng những người đàn anh là Exeter hay là Jupiter, nhưng nó vẫn đem lại nhiều cảm xúc ấn tượng cho người xem bằng những mức độ. Dẫn chứng là cái chiếc Siêu độc kiện của dưới đây. Xem qua tổng thể, ta thấy con chiến mã khoác trên mình một cái dàn áo là xanh dương đắp lên đẹp thể thao sang trọng, đi cùng với cái tem chrome được design cực chỉnh trong từng đường nét. Những món đồ chơi chuyển được kết lên xe một cách đầy hợp lý, đem lại các phần hiệu năng hàm hố cho chiếc xe hướng một cách di chuyển. Hệ thống phanh được nâng cấp rất mạnh với cụm đồ chơi kiểu Rainbow Rossi logo đỏ đặc trưng, đi cùng với bình dầu rời, phần tay nhôm CC sắc sảo tích hợp 6 nấc tăng chỉnh, chế độ chống gãy. Để hoàn thiện cái mẫu cụm này bắt buộc phải khoét nhựa sao cho khoảng cách phù hợp với cụm. Đồng hồ zin được thay thế bằng hộp của Casio của chiếc Exeter 210, chế bộ hoàn chỉnh cho độ thẩm mỹ cao nhất. Đồng hồ hiển thị cái dạng là LCD với nhiều chức năng hiện đại như báo giờ, nhiệt độ, vòng tua vân. Hai phía tay lái đắp đầy khoảng trống với bộ cụm công tắc on off đi cùng chiếc cụm tăng với hành trình ga được thúc kế nén kể, giúp chiếc xe đi bay nhanh hơn. Hai món đồ chơi được liệt kê ở trên từ hãng Domino. Cánh trái là một cụm công tắc chuyên dụng Honeywell chế 7 công tắc phụ tiện ích. Chèn chân trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người xem với đi nhôm có trọng lượng nhẹ, giúp che tóc nhanh hơn. Hệ thống phanh được nâng cấp rất mạnh mẽ với đĩa ca phơ cha tem đi cùng lồng nhôm CC 4 lỗ, kết hợp cộng thêm Race Boy Hybrid hoặc cái sự hỗ trợ của bát nhôm CC chạy từ máy cho độ chính xác cực cao. Toàn bộ chi tiết bên đáy trước được định bằng ốc rô ti, được điện vân lực màu xanh ngọc bích là cực đẹp. Ống thống nhất Titan cực đẹp trong từng khúc nối, phía còn lại là ốc mâm lửa Titan cái mẫu Satya. Hệ thống cái giảm sóc phải vôi đi cùng với bình dầu, đây là cái mẫu cục lò xo đỏ ti và phục có kích thước lớn hơn zin, đáp ứng rất tốt độ nhũ nhảy hợp lý trong màn hình. Và giá của chiếc Siêu 2019 hiện nay có mức giá khoảng là 18 triệu đồng cho phiên bản thường và 21 triệu đồng cho phiên bản đặc biệt, một cái giá cũng rất hợp lý. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và trực tiếp nhớ like, subscribe.